Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với video nhận định thị trường của em Thanh Thúy. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã click vào video ngày hôm nay. Thì anh chị nào mà quan tâm yêu thích thì có thể là thả giúp em Thanh Thúy một nút like để ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác cho kênh anh chị nhé. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh chị về VN-Index, về chủ đề đó là VN-Index sẽ chỉnh về đâu. Thì chắc hẳn đây sẽ là cái câu hỏi của đa phần các anh chị trong cái nhịp rung lắc điều chỉnh này, đúng không ạ? Và nhóm nào sẽ là nhóm dẫn sóng tiếp theo? Và đây sẽ là hoàn toàn đây sẽ là một cái cơ hội lớn để cho anh chị có thể là xác định được đâu sẽ là nhóm ngành dẫn dắt tiếp theo để chúng ta có thể là ăn được những cái nhịp sóng lớn, đúng không ạ? Thì do đó thì ở trong đầu tư thị trường, ở trong đầu tư chứng khoán trên thị trường, đúng không ạ? Thì cái việc mà chọn mã cổ phiếu, chọn nhóm ngành là một cái điều vô cùng quan trọng. Anh chị nhá, một cái điều vô cùng quan trọng. Thì chẳng hạn như là nếu như mà anh chị đầu tư vào trong cuối năm 2023, đầu năm 2024 mà các anh chị đầu tư vào trong nhóm bất động sản, đúng không ạ? Đầu tư vào trong nhóm mid cap thì cho đến hiện tại mới có lãi, đúng không ạ? Trong khoảng thời gian từ đầu năm cho đến trước trước 2 tuần đây thì đối với nhóm bất động sản thậm chí là còn chưa có lãi, đúng không ạ? Nếu mà anh chị, thậm chí là anh chị nào mà tham gia vào những cái nhịp tăng rướn lên của thị trường, khi thị trường nó kéo lên, nó hưng phấn, nó kéo lên á, thì chúng ta lại dễ bị dính vào những cái vùng đỉnh ngắn hạn. Và trong cái nhịp vừa rồi về trong nhóm mid cap rất khó đánh, ngoài các mã cổ phiếu có sóng ra thì rất khó đánh, đúng không ạ? Thì đó là cái việc vì sao mà nhóm ngành, lựa chọn nhóm ngành hay lựa chọn mã cổ phiếu là một cái điều vô cùng quan trọng. Thì trong những cái buổi live gần đây hay là trong những cái video khuyến nghị mã cổ phiếu gần đây thì em cũng thường hay nhắc đến cho các anh chị là về sắp tới là quý 2 đây, đúng không ạ? Là mùa báo cáo tài chính, tức là mã cổ phiếu nào, doanh nghiệp nào có nội tại tốt, có báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 tốt thì đó là những cái công ty nó sẽ có được những cái nhịp hồi phục đầu tiên. Anh chị nhá, sẽ có những hồi phục đầu tiên và chúng ta sẽ chú ý vào đối với các mã cổ phiếu này. Còn về lựa chọn nhóm ngành thì chúng ta sẽ cùng đi qua phân tích một chút anh chị nhá. Thông qua công cụ phân tích kỹ thuật Ichimoku anh chị nhá. Rồi thì chắc là chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề chính, nhưng mà trước hết thì anh chị nào mà chưa like thì có thể là thả giúp em Thanh Thúy một nút like này. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành thì có thể là liên hệ đến em qua số điện thoại đó là 0949083953 đang có ở trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị, một là mở tài khoản chứng khoán SSI hoặc là chuyển ID về mã ID là 2668, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị về những cái điểm mua bán kịp thời, cơ hội tham gia vào room VIP của ITB cũng như là room VIP của riêng em Thanh Thúy anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng thì có thể là quét mã QR góc trái màn hình để tham gia vào room. Ok ha, thì chắc là chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề chính trong ngày hôm nay. Thì trước hết thì em sẽ chắc là cũng sẽ cập nhật một chút về tình hình VN-Index trong phiên sáng ngày hôm nay để cho anh chị nào mà chưa nắm bắt được thì chúng ta có được một cái nhìn tổng quan hơn với thị trường. Chẳng hạn như ngày hôm nay mà anh chị đóng app mà đi làm, đúng không ạ? Đóng app đi làm hay đi chơi. Chiều nay mở ra cái thấy giảm 20 điểm, đúng không ạ? Giảm 20 điểm là thấy hết hồn liền, đúng không ạ? Cho nên là chắc là chúng ta sẽ cùng đi vào khái quát một chút về VN-Index cũng như là tổng hợp một chút những cái thông tin cho các chị nhé. Ok, thì VN-Index trong phiên ngày hôm nay thì đã có một cái nhịp giảm điểm tương đối mạnh, nhớ, khá là bất ngờ và tương đối mạnh. Thì đầu tiên nó xuất phát từ mã cổ phiếu DGC. Khi DGC nó bắt đầu nó lộ sàn anh chị, là bắt đầu các mã cổ phiếu khác cũng bắt đầu nó đâm đầu đi xuống, đúng không ạ? Đặc biệt là trong trong phiếu rổ VN30 anh chị, các mã cổ phiếu trụ trong nhịp vừa rồi tăng quá tốt, kéo quá tốt, thì hiện tại thì các mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu nó tác động mạnh lên thị trường, gây áp lực mạnh nhất lên thị trường anh chị nhé. Ghi nhận thì về sự hồi phục của thị trường thì có sự ghi nhận vào phiên chiều, nhưng thị trường vẫn có phiên giảm sâu trước những cái áp lực bán áp đảo. Về VN-Index thì đóng cửa ở ngưỡng là 1243.56 điểm, giảm 20,22 điểm, tương ứng tỷ lệ giảm là 1,6%. Về thanh khoản hiện tại đang rơi vào khoảng là 43.100 tỷ đồng, và về độ lan tỏa thị trường thì hiện tại đang có 407 mã giảm và 103 mã tăng, và chiều giảm vẫn đang chiếm ưu thế đối với thị trường. Về nhóm VN30 thì hiện tại đang giảm 1,65%, nhóm mid cap giảm 1,79%, nhóm small cap giảm 1,61%, và ngân hàng thì vẫn là nhóm cổ phiếu kéo lùi chỉ số chung nhiều nhất. Ở đây thì có các mã cổ phiếu như là CTG hiện tại đang kéo 4,2%, Vietcom giảm 1,1%, Techcom giảm 3,2%. Về cá biệt thì có EIB hiện tại đang tăng 3,1% ngược dòng khi mà trong khoảng thời gian vừa rồi gần như là đứng ngoài những cái diễn biến khởi sắc
của ngành ngân hàng nói chung. Bên cạnh mã cổ phiếu như là OCB tăng 0,7% hay là BID giảm nhẹ 0,4%, duy trì những cái trạng thái tương đối khả quan. Cùng với sự đi xuống của nhiều nhóm ngành như là hóa chất này, chứng khoán này, khí đốt này, thép, tôn mạ hay là thực phẩm, đồ uống, xây dựng, thì cụ thể là có các mã cổ phiếu đại diện như là DGC, đúng không ạ? DGC giảm, CTD giảm sàn, SJC thì giảm 6,2%, GVR giảm 5,9%, DigiWorld giảm 5,7%, HCM giảm 4,2%. Ở chiều ngược lại thì thị trường được nâng đỡ một phần bởi nhóm bất động sản trong sáng ngày hôm nay, với các mã cổ phiếu trụ như là VRE tăng trần hay là VIC tăng 3,8%, và ngoài ra còn có các mã cổ phiếu nổi trội như là DIG, Đạt Phương hay là CTH đang tăng trần. Đất xanh thì hiện tại đang tăng được 3,8%, HDC thì tăng được khoảng Ấn độ là 3,45%. Ngoài ra có các mã cổ phiếu như là DHG cũng đang tăng 6%. Dù vậy thì cái độ lan tỏa ở hai nhóm kể trên thì cũng không quá tích cực khi mà chỉ tập trung vào một vài mã ở đây, đúng không ạ? Tập trung một vài mã ở đây thôi. Về giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE thì đã tăng đột biến lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2021 là 40,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó thì mã cổ phiếu DIG vẫn là mã cổ phiếu đạt thanh khoản tốt nhất. Theo sau đó là sự vượt trội của các mã cổ phiếu như là VIX, Hòa Phát, SSI, TCH, Novaland, Đất Xanh, VRE. Về khối ngoại thì khối ngoại hiện tại vẫn đang tiếp tục bán ròng 954.000 927 tỷ đồng. Phần lớn là tập trung vào chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Và các mã cổ phiếu như là Vinhome, DGC và VPBank. Về chiều mua ròng thì tập trung vào các mã cổ phiếu như là VRE, DIG, FRT. Ở đây có EIB, hiện tại EIB đang nâng đỡ tương đối tốt cho điểm số. Thì đó là về một chút tình hình chung và cập nhật một chút về thị trường trong phiên sáng ngày hôm nay. Để anh chị nào mà sáng ngày hôm nay chưa có được những cái nhìn tổng quan về thị trường thì chúng ta có thể là có một cái nhìn khái quát hơn về thị trường trong sáng ngày hôm nay. Thì sáng ngày hôm nay thì thậm chí là có những lúc nó kéo về âm 40 điểm, đúng không? Âm 40 điểm. Nhưng hiện tại về phiên chiều đã có một cái lực hồi nhẹ lên đây rồi. Anh chị nhá, và chúng ta sẽ cùng đi một chút về VN-Index trong phiên ngày mai, để xem nó có những cái diễn biến như thế nào anh chị nhé. Thì trong phiên ngày mai thì khả năng cao sẽ là một cái phiên trả điểm. Và nếu như mà kéo từ đầu phiên sáng, đúng không ạ? Tại vì sáng ngày hôm nay nó đã có một cái nhịp giảm điểm tương đối mạnh rồi anh chị. Sáng ngày hôm thứ hai đã có một cái nhịp giảm điểm quá mạnh, bất ngờ ngay từ đầu phiên sáng rồi. Và phiên chiều thì nó cũng đã kéo lên thành công rồi anh chị, kéo lên chiều ngay ở trong phiên live giờ nghỉ trưa thì em cũng đã phân tích cho anh chị rồi. Chiều nó đã kéo lên vùng đâu đó 1246, đúng không ạ? Mở khách sạn thì khả năng nó sẽ hút vùng giá lên đây. Chứ đó hiện tại nó đang nằm quanh quanh vùng giá 1243 rồi. Đúng không? 43.56 nằm trên hỗ trợ về Kijun 1243.552. Đúng không ạ? Là nằm trên rồi. Đúng không ạ? Tức là nằm trên rồi, tức là vẫn còn đang tương đối tích cực. Anh nhớ một cái nhịp hồi phục tương đối tích cực đối với VN-Index. Thì nếu như mà trong sáng ngày mai tích cực hơn nữa, nó có thể là sẽ một cái nhịp hồi cao nhất sẽ là về vùng 1254. Anh chị về vùng 1254 cao nhất. Thì nếu mà hồi về đây thì chúng ta sẽ bán cái lượng hàng mà chúng ta đã tham gia ở những cái nhịp mua đuổi trước đây, những cái vị thế không tốt, hay là anh chị nào mà đã có một phần khoản lãi rồi thì chúng ta nên khóa lợi nhuận lại. Anh chị nhá, có thể là một phần khóa lợi nhuận lại và chúng ta sẽ chờ về những cái vùng hỗ trợ dưới để chúng ta có thể là mở mua mới. Và trong cái nhịp hồi phục này anh chị sẽ hạn chế mua đuổi. Anh chị nhá, nếu như anh chị thấy được cổ phiếu chúng ta xanh trở lại thì chúng ta cũng sẽ hạn chế mua đuổi. Bởi vì về trong ngắn hạn VN-Index vẫn còn đang nằm trong những cái vùng rủi ro. Anh chị nhá, về trong những cái vùng rủi ro. Thì chiều ngày mai thì khả năng sáng em nghĩ là nó sẽ kéo từ phiên sáng, anh chị kéo phiên sáng đâu đó có thể là lên được vùng 1254. Còn nếu mà phiên sáng nó có lình xình ở đây thì khả năng là cao là phiên chiều. Đúng không? Khả năng cao vì là phiên chiều nó sẽ có một cái nhịp trả điểm lên. Tuy nhiên thì sau phiên ATC thì vẫn chưa biết thể biết được. Đúng không ạ? Sau phiên ATC thì vẫn chưa thể nào mà biết được là độ lãi nó sẽ có được những cái hành động như thế nào. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ canh những cái nhịp tăng rướn lên đâu đó 1246, 1254 là chúng ta bắt đầu có thể là bán ra dần được rồi. Anh chị nhá, hạ bớt tỷ trọng dần ra được rồi. Anh chị nào mà có lãi thì chúng ta nên khóa một phần lợi nhuận lại. Anh chị nhá. Ok ha. Thì đó là về với chiều mai và chúng ta sẽ nhìn một chút về VN-Index để xem, để chúng ta có thể là trả lời cho câu hỏi đó là thị trường VN-Index sẽ điều chỉnh về đâu. Thì đối với VN-Index trong nhịp lần này,
Anh chị nhá, trong nhịp lần này thì anh chị thấy được rằng là trong ngày hôm nay có thể là nó chưa có những cái nhịp giảm điểm quá mạnh được. Mặc dù là anh chị thấy được là trong phiên nó có phá đi cái vùng đáy 125 1230 1233 đây. Đúng rồi, trong phiên nó đã có những cái nhịp giảm tương đối sâu về vùng giá 1220, nhưng mà bên trong khung ở đây là khung H1 nó có một cái lực đỡ ở phía dưới này. Anh chị nhá, có một cái lực đỡ ở phía dưới này về giao găm và thậm chí là nó còn mở khách sạn nó hút giá lên nữa. Thì nếu như mà viên đất nó chạm về đây mà đây là một cái điểm ngừng rơi, đúng không ạ, một cái vùng hỗ trợ ngừng rơi thì khả năng cao nó hút về vùng khách sạn 1246 ở đây. Thì chiều nó đã hút về rồi. Đúng không ạ? Và hiện tại nó đang nằm trên hỗ trợ về Kijun, thì tức là đây là một cái nhịp hồi phục tương đối tích cực đối với viên đất trong phiên chiều ngày hôm nay. Trong khi mà phiên sáng đạt mà phiên chiều đã có một cái nhịp hồi phục tương đối tốt như vậy thì khả năng cao em đánh giá khả năng cao trong phiên ngày mai nó có thể là hồi phục lên được vùng giá 1256. Nhưng mà đây sẽ không phải là cái điểm để cho anh chị có thể là bắt đầu tham gia dần vào thị trường. Anh chị nhá, mà chúng ta sẽ canh một cái nhịp phá vùng giá đáy ở phía dưới này đi xuống. Tức là anh chị thấy rằng ngày hôm nay hai kiếm ở trong khung daily á, hai kiếm nó vẫn còn có những cái độ tương tách ra như thế này, đúng không ạ, trạng thái vẫn còn tách ra như thế này, tức là đó có thể là một cái nhịp giảm điểm không quá mạnh anh nhá, những cái biến động nó không quá mạnh. Nhưng mà anh chị sắp tới đây anh chị thấy rằng là trong phiên ngày mai, thậm chí là phiên ngày mốt, đúng không ạ, thứ ba thì đánh giá cao là đây sẽ là một cái phiên hồi phục, còn muốn đạp nữa thì phải là phiên thứ tư anh chị nhá, phiên thứ tư, bởi vì phiên thứ tư nó sẽ đi vào một cái cây vào một cái trạng thái là hai kiếm nó tương đối siết chặt vào nhau như thế này, đúng không ạ, gần như là chập vào nhau anh chị, đúng không ạ, gần như là chập vào nhau. Thì nếu như mà có giảm điểm, đúng không ạ, có phá đáy đi xuống thì khả năng rất cao hai kiếm là nó sẽ chía xuống dưới này anh chị nhá, sẽ chía xuống dưới này. Và nếu như mà trong phiên thứ tư mà phá cái vùng đáy thấp nhất trong phiên ngày thứ hai, tức là vùng 1221 này, thì khả năng cao là hai kiếm nó chía xuống với một cái trạng thái là siết chặt vào nhau, tức là một trạng thái giảm với cường độ mạnh, thì lúc đó khả năng cao thị trường nó sẽ có những cái nhịp giảm điểm mạnh mẽ hơn nữa anh chị nhá, giảm mạnh hơn nữa và khả năng sẽ là một cái nhịp bán tháo của thị trường. Cho nên nhịp hồi này sẽ là cái cơ hội để cho anh chị nào mà có những cái lượng hàng mua T cộng vừa rồi chúng ta nên bán ra anh chị nhá, không nên quá gồng anh chị nhá, không phải đây không phải là lúc để gồng, đúng không ạ. Còn anh chị nào mà đã có một phần lãi rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể là khóa một phần lợi nhuận lại, tại vì trong giai đoạn vừa rồi anh chị tham gia vào trong nhóm Make Up để kiếm lãi nó không khó, không dễ, đúng không ạ, nó không dễ trong giai đoạn vừa rồi, ngoài các nhóm banh ra, đúng không ạ, quá khó anh chị. Cho nên là nếu mà đã có lãi thì chúng ta nên khóa một phần lợi nhuận lại, về dưới chúng ta sẽ mua tiếp anh chị nhá, nếu mà chúng ta có vị thế tốt. Còn anh chị nào mà đánh T cộng hay là bị mắc vào những cái đỉnh ngắn hạn thì chúng ta hoàn toàn nên bán ra, đúng không ạ, và chúng ta sẽ kiếm lại lợi nhuận sau, bù đắp lại sau anh chị ấy. Chứ anh chị đừng có giữ, đúng không ạ, đừng có nắm giữ qua nhịp điều chỉnh, bởi vì khả năng cao lỗ 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 nhỏ lại thành lỗ to. Mà để cho thị trường có thể là tiến lại cái mốc này thì nó cần phải mất một thời gian, đúng không ạ, một khoảng thời gian. Và cái thứ hai nữa là chưa chắc các mã cổ phiếu của anh chị đã có một cái nội tại mạnh anh chị nhá, có một cái nội tại mạnh, có một cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 tốt, thì tức là nếu như mà mã cổ phiếu nó không hồi phục mà nó tiếp tục lình xình ở dưới vùng đáy anh chị, thì tức là anh chị sẽ bị giam một phần tiền ở đó, đúng không ạ, lúc đó thì giờ muốn cắt cũng không cắt được, tại vì nếu mà cắt là cắt ngay vùng đáy anh chị nhá, thì chúng ta sẽ cần tránh những tình trạng như vậy. Tại vì tình trường hợp này thì vào trong năm vào tháng 9 năm ngoái thì em cũng gặp tương đối nhiều rồi anh chị nhá, tương đối nhiều, và hiện tại vẫn có những khách hàng vẫn còn đang tiếp tục gồng, vẫn đang tiếp tục gồng, đúng không ạ. Cho nên là anh chị có thể để thấy được rằng là đối với thị trường mà khi mà bắt đầu vào những cái nhịp giảm điểm anh chị, thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi phục như thế này để có thể là hạ bớt tỷ trọng ra hàng đối với các mã cổ phiếu yếu và đối với những cái vị thế không tốt, đúng không ạ. Và cái nhịp lần này đối với VN-Index thì em sẽ thêm nhận thấy anh chị nhá, vào nếu như vào giảm điểm vào ngày hôm thứ tư hoặc là hôm thứ năm thì đó sẽ là một cái nhịp giảm điểm rất mạnh của thị trường. Còn nếu như mà giảm điểm vào hôm thứ ba thì nó bắt buộc nó phải phá đi cái vùng đáy phía dưới này, thì vùng đáy phía dưới này sẽ là quanh vùng giá 1210 anh chị nhá. Nếu mà phá vỡ đi cái vùng 1210, phá vỡ vùng đáy này thì khả năng hai kiếm nó cũng sẽ hướng xuống. Nhưng mà nếu vào hôm thứ tư thì khả năng cao là chỉ cần phá vùng đáy 1220 thôi, lúc đó hai kiếm nó chập lại, nó hướng xuống là một cái trạng thái giảm mạnh anh chị nhá, giảm mạnh. Còn nếu mà giảm vào hôm thứ ba luôn đó, đặc biệt là chiều hôm thứ ba thì có thể là sáng kéo lên chiều nó đạp về, nhưng mà cái cường độ nó sẽ không quá mạnh anh chị, có thể là đạp về đâu đó cái vùng 1210 này, có thể là có một cái điểm ngừng rơi anh chị, phải nói là một điểm ngừng rơi. Thì nếu mà ngừng rơi thì ở trong phiên nó sẽ mở khách sạn và nó hút giá lên lại ha, một cái nhịp hồi phục nhỏ thôi anh chị.
Thì nhắc về năm ngoái thì nhớ về mã cổ phiếu Novaland anh chị, tương đối là nhiều anh chị tham gia đối với mã cổ phiếu này. Nói chung là trong nhịp đó thì anh chị nào mà tham gia thì em cũng đều khuyến nghị là thoát hàng ở những cái vùng giá 18, 19 anh chị, 18, 19. Và thậm chí bây giờ hiện tại thì nói chung là cũng qua một thời gian tương đối lâu rồi đúng không ạ? Gồng tương đối lâu rồi. Nói chung là trong nhịp đó thì giảm điểm quá mạnh anh chị, Novaland nó giảm quá mạnh luôn. Nó giảm sâu về những cái vùng phía dưới luôn. Nhưng mà đó là cho một trong những cái kỷ niệm tương đối nhớ, tại vì thời đó thì tương đối nhiều anh chị tham gia vào mã cổ phiếu Novaland anh chị. Tại vì lúc đó thì đối với Novaland thì tính đầu cơ nó cao lắm anh chị. Ha, tính đầu cơ nó cao lắm chứ không như bây giờ. Ok, về VN-Index thì nếu như mà vào thứ tư mà có nhịp giảm điểm mạnh ha, thứ tư, thứ năm đặc biệt thứ năm anh chị nhá. Thứ năm là ngày đáo hạn phái sinh là anh chị phải nhớ này. Đúng không ạ? Nếu như mà anh chị có muốn mua phải chờ qua thứ năm. Đúng không ạ? Chờ qua thứ năm. Còn nếu nếu như mà thị trường không chỉnh á, đúng không ạ? Thị trường không chỉnh mà rút chân cứ tích lũy trên vùng này á, thì phải qua thứ năm thì mới chắc chắn hơn được. Chứ còn mà trước ngày hôm thứ năm mà tích lũy trên vùng này thì vẫn chưa chắc chắn được, tại vì khả năng cao đáo hạn phái sinh sẽ là một cái phiên đạp nữa anh chị nhá. Cho nên là trong giai đoạn này anh chị phải lưu ý đặc biệt đối với thị trường mà chúng ta sẽ hạn chế mua mới. Và nếu như mà ngày hôm thứ tư hoặc hôm thứ năm mà có đạp về thì đâu sẽ là vùng mua cho anh chị, thì đó sẽ là vùng 1180 ở đây đúng không ạ, về ngay hỗ trợ giao găm hoặc là về dưới vùng hỗ trợ giao găm 129 này, sẽ là quanh vùng giá 1148, 1150. Thì đây là cái vùng mà anh chị có thể thấy được rằng là em cũng nhắc cũng tương đối nhiều rồi. Đúng không ạ? Thì trong những nhịp sắp tới mà gãy mất đi vùng 1180 thì khả năng sẽ quét về vùng 1150 ở phía dưới này. Thì đây sẽ là cái vùng để cho anh chị có thể là mua full hàng. Anh chị em mua full hàng trong những cái nhịp tới đây. Anh chị nhá. Và về nhóm cổ phiếu mà anh chị lưu ý trong giai đoạn này thì anh chị có thể là chú ý được đối với đầu tiên đó là nhóm đã có dòng tiền vào. Khi mà dòng tiền nó bắt đầu nó dịch chuyển từ những cái mã cổ phiếu trụ VN30 chốt lời xong rồi thì nó sẽ nhảy qua đâu? Nó thì anh chị thấy được rằng rồi, đúng không ạ? Nó nhảy qua nhóm mid cap. Nhóm mid cap thì có gì? Có khu công nghiệp, bất động sản. Đúng không ạ? Hiện tại đang có sóng. Có nhóm hóa chất thì GVR là PHR. Đúng không ạ? Về trong nhóm bất động sản thì có mã cổ phiếu DIGTCH Đạt Phương thì anh chị cũng đã thấy rồi. Đó thì đối với nhóm bất động sản sẽ là nhóm ưu tiên hàng đầu anh chị nhá. Nhóm bất động sản sẽ ưu tiên hàng đầu và chúng ta sẽ lựa những cái mã cổ phiếu mà có tính nội tại tốt, hồi phục tốt thì chúng ta sẽ tham gia. Thì đó là các mã cổ phiếu như DIG, TCH này, Đạt Phương này, đúng không ạ? Phát Đạt thì chắc phải chờ thêm anh nhá, Phát Đạt phải chờ thêm. Thì đó là những cái mã cổ phiếu mà anh chị chú ý được. Về trong nhóm tiếp theo mà anh chị lưu ý được trong những cái nhịp sắp tới đây sẽ là các mã cổ phiếu trong nhóm chứng khoán. Tại vì sao là nhóm chứng khoán? Bởi vì nhóm chứng khoán là một nó có câu chuyện đằng sau anh chị. Nó có về câu chuyện về KRX này, có câu chuyện về nâng hạng thị trường này. Cho nên nhóm chứng khoán thậm chí là cho đến năm 2025 vẫn là một cái tiêu điểm. Anh chị vẫn là một cái tiêu điểm. Bởi vì trong nhịp sóng đầu tiên này, nhập nhịp nhịp sóng đầu tiên anh chị thấy được rằng là nhóm ngân hàng sẽ là nhóm kéo đầu tiên. Sau đó là vào nhịp sóng thứ hai là bắt đầu là sẽ có sự đồng hành của nhóm cổ phiếu ngân hàng nhỏ, nhóm thép, đúng không ạ? Ở nhịp vừa rồi trong lần này thì có thêm cả nhóm khu công nghiệp bất động sản như là GVR, PHR liên quan đến hóa chất nữa ha, là bắt đầu có sóng, đúng không ạ? Thì trong nhịp lần này là sẽ là nhịp hồi phục tổng hợp, tức là tất cả các ngành đều có những cái sự hồi phục, nhưng mà chúng ta cần phải lựa chọn đâu sẽ là những cái mã cổ phiếu tăng mạnh trong những cái nhóm đi đầu. Anh nhớ tăng mạnh trong những nhóm đi đầu thì nhóm cổ phiếu về trong nhóm ở chứng khoán sẽ coi là nhóm mà có những cái câu chuyện riêng và sẽ khả năng sẽ có một cái nhịp hồi phục tốt. Thì đợi để ý được thì trong nhịp này thì có thể để ý được đối với các mã cổ phiếu như là SSI thì thường là những cái mã cổ phiếu dẫn sóng, đúng không ạ? Đối với mã cổ phiếu SHS, tức là trong nhịp vừa rồi SHS nó xây dựng một cái vùng nền tương đối tốt rồi anh chị và nó chưa bứt hẳn ra vùng nền, đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái mã cổ phiếu để anh chị có thể chú ý được anh chị nhớ, SHS, SSI. Các mã cổ phiếu khác như anh chị có thể là lưu ý được như là VX hay là VCI hay là VND, đúng không? Thì đây là những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể cân nhắc trong thời gian tới, HCM nữa anh chị. Nhưng mà về trong nhóm chứng khoán thì em vẫn lưu ý nhất là hai mã cổ phiếu SSI hoặc là SHS, một trong hai mã cổ phiếu này phải có, đúng không ạ? Còn các mã cổ phiếu sau thì nếu như anh chị còn sức mua thì chúng ta có thể tham gia thêm, đúng không ạ? Nhóm chứng khoán thì anh chị có thể cân nhắc tham gia được hai mã. Ok ha, tiếp theo là đối với một nhóm nữa, đó là nhóm thép. Anh chị nhớ nhóm thép thì từ đầu năm đến giờ thì nói chung là em cũng đã khuyến nghị các anh chị khá là nhiều về trong các mã cổ phiếu như là Hòa Phát,
Nhà Hòa Phát thì anh chị có thể là chú ý được quanh vùng giá 29 là bắt đầu có thể là có một cái vị thế tham gia về trung dài hạn. Thì có thể là ngắn hạn nó có thể là điều chỉnh về dưới vùng 29. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể là cân nhắc giải ngân dần được. Và thậm chí là anh chị nào mà tham gia quanh vùng giá 29 30 thậm chí là có thể bỏ qua được cái nhịp điều chỉnh này luôn. Và chúng ta sẽ có một cái view dài hạn trên 3 tháng. Thì sau 3 tháng này nó mới có thể là có được những cái nhịp chặt. Anh chị nhớ, cho nên là anh chị có thể cân nhắc được. Hoa Sen hay là Nam Kim thì sẽ có điểm mua. Như Hoa Sen sẽ là quanh vùng giá 20.20 đến 20.7. Hay là Nam Kim. Nam Kim thì có thể là Nam Kim không nhớ không nhầm là 21.5 22. Đúng rồi ha, 21.5 22. Thì đây là cái vùng cho anh chị có thể là cân nhắc tham gia đối với Nam Kim trong giai đoạn tới. Và nhóm thép sẽ là cái nhóm ngành mà em sẽ chú ý anh chị nha. Nhóm thứ ba mà em chú ý. Ngoài ra anh chị nào mà muốn tham gia đối với mã cổ phiếu banh á, tại vì anh chị thấy được rằng là nếu mà sóng bắt đầu từ gió đúng không ạ? Nhịp sóng này bắt đầu từ nhóm banh. Điều chỉnh cũng là do nhóm banh. Thì khi mà sóng bắt đầu nó trở lại anh chị thì chắc chắn là không thể nào mà thiếu được những mã cổ phiếu banh lớn. Anh chị nhá, những mã cổ phiếu banh lớn như là BID hay là CTG hay là Vietcom anh chị, thường là những cái mã cổ phiếu gọi là có tính điều tiết thị trường á thì thường là sẽ ít tham gia. Nhưng mà anh chị có thể là chú ý được đối với mã cổ phiếu MB Bank, ACB. Anh chị nhá, hai mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu banh lớn, tức là khả năng cao nó sẽ dẫn dắt thị trường. Thì đây là hai mã cổ phiếu mà anh chị có thể chú ý được. Chứ còn nếu mà anh chị tham gia banh nhỏ thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhịp lần sau. Tức là sau khi mà chúng ta chốt lãi 1 phần 2 đối với các mã cổ phiếu banh lớn á, thì chúng ta có thể nhảy cái phần tiền ra sang cái những mã cổ phiếu banh nhỏ. Tại vì banh nhỏ thường nó chạy sau anh chị, chứ nó chưa thể nào mà chạy trước được đâu. Anh nhá, tại vì những cái mã cổ phiếu banh lớn nó sẽ hồi phục đầu tiên. Còn banh nhỏ thì thường nó cần phải mất cân bằng, cần phải mất một thời gian để có thể là lấy lại cân bằng, để có thể là tiếp tục đi lên. Thì chúng ta có thể là canh nhịp để chốt lãi những cái mã cổ phiếu lớn, thì sau đó chúng ta mới nhảy qua được những cái mã cổ phiếu banh nhỏ. Anh chị nhá, thì đó là những cái mã cổ phiếu cũng như là nhóm ngành mà em muốn chú ý đến cho tất cả quý anh chị trong giai đoạn sắp tới đây. Anh chị nhá, thì chúng ta hoàn toàn có thể là có được những cái điểm tham gia và hy vọng là sắp tới đây anh chị cũng sẽ có được những cái khoản lãi. Đúng không ạ? Khoản lãi ở trong quý 4, quý 2 và quý 3. Anh chị đã có một quý 2 và quý 3 khi mà mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu nó ra, đúng không ạ? Ok thì xin chúc anh chị có những cái phiên giao dịch sắp tới thật là thuận lợi và thành công anh chị nhé. Anh chị nào mà thấy video của em Thanh Thúy hữu ích thì hãy thả ngay giúp em Thanh Thúy một nút like. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những video khuyến nghị mã cổ phiếu tiếp theo, trong những cái video nhận định thị trường tiếp theo, và đặc biệt là trong những phiên live giờ nghỉ trưa vào lúc 12 giờ trưa từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, từ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Ichimoku Chính Phát anh chị nhé. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị, chúc cho quý anh chị có một buổi tối an lành bên gia đình anh chị nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.